theo là tin một học sinh ở Văn Giang nhặt được 3 triệu đồng trả lại người bị mất. Hôm qua ngày 31 tháng 12, Công an xã Tân Tiến, huyện Văn Giang cho biết đã tiếp nhận một ví tiền do em Đào Tất Hải Dương, học sinh lớp 3C trường tiểu học Tân Tiến, đem giao nộp để trả lại cho người đánh rơi. Theo đó, ngày 30 tháng 12 năm 2019, trên đường đi học qua địa bàn thôn Phượng Trì, xã Tân Tiến, em nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, em đã giao nộp lại cho Công an xã Tân Tiến. Qua điều tra xác minh của công an xã, chủ nhân của chiếc ví trên là anh Lê Hồng Phong, thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đến chiều ngày 31 tháng 12, Công an xã Tân Tiến đã liên hệ và bàn giao lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân trên cho anh Phong.